lộ ảnh cưới kín của siêu mẫu Vĩnh Thụy tại Đà Lạt, một số hình ảnh trong đám cưới kín đáo của siêu mẫu Vĩnh Thụy và người vợ không thuộc showbiz Việt đã được hé lộ trên trang mạng xã hội. Những hình ảnh hiếm hoi hé lộ cho thấy chú rể Vĩnh Thụy điển trai còn cô dâu rạng ngời với đầm cưới màu trắng giản dị. Nhan sắc cô dâu không hề thua kém những mỹ nhân trong giới giải trí, đám cưới được trang hoàng lộng lẫy với nhiều hoa tươi, màu trắng làm chủ đạo. Cả hai nhận nhiều lời chúc phúc từ các khách mời tham dự. Nhiều cư dân mạng khen ngợi cả hai xứng đôi vừa lứa. Họ cũng để lại nhiều bình luận bày tỏ sự yêu mến vẻ đẹp của vợ Vĩnh Thụy, Vĩnh Thụy và vợ vừa cưới quen nhau một thời gian dài nhưng không công khai. Cô dâu được cho là con gái của đại gia bất động sản ở Đà Lạt. Cô đã làm lễ vu quy vào tháng 10, sau khi rời showbiz, Vĩnh Thụy sống khá kín tiếng trên mạng xã hội. Mới đây nhất, trên mạng xã hội, hình ảnh hiếm hoi về lễ cưới của anh và bà xã tên Thúy được tổ chức tại Đà Lạt vào ngày 2 tháng 12 vừa qua đã thu hút nhiều sự quan tâm. Cặp đôi giữ kín thông tin về ngày trọng đại, đến hiện tại trang cá nhân cũng không có cập nhật mới, dựa vào những hình ảnh hiếm, có thể thấy không gian đám cưới được trang hoàng rất lộng lẫy bằng nhiều hoa tươi, có màu trắng làm chủ đạo. Vĩnh Thụy lộ diện điển trai với áo sơ mi trắng, nở nụ cười tươi rói để tiếp đãi quan khách.